Thông Minh đi ra hát thì chị Việt Duyên ra giới thiệu Thông Minh thì bao giờ Thông Minh cũng nói rằng là chị ơi, chị bỏ cho em một cái áp lực quá lớn, bởi vì bao giờ chị cũng giới thiệu Minh rất là trang trọng và đầy tài năng, cho nên là mình muốn là mình bước lên sân khấu mình hát và mình phải mang theo một cái gánh nặng rất là lớn. Vâng, và chị Hà My, chị là người chứng kiến em từ năm 16 tuổi cho tới bây giờ. Thật sự My rất là vui mừng vì là My đặt niềm tin vào Thông Minh rất là nhiều, bởi vì cô bé 16 tuổi lúc đó My cũng là một đồng nghiệp như là ca sĩ chứ không phải là makeup bây giờ đâu, nhưng mà rất thích giọng ca của bé này, bởi vì bé có một giọng ca rất là cao vút và múa rất là đẹp, nhưng mà lại không thể hiện cái múa, lại như tập trung vào ca sĩ là hát thôi. Chị My mới nói rằng chị mong một ngày nào đó em chứng kiến sẽ hát bài nhảy thật là đẹp như bây giờ. Thật sự bây giờ là Thu Minh được đoạt giải, My rất mừng và mừng trong lòng, bởi vì sao? Thu Minh đã đạt được cái niềm tin mà chị My đã trao cho em đó. Em cảm ơn chị. Bây giờ em là một người em của ca sĩ Thông Minh, Trấn Thành xin được em chút diễn đàn chút xíu. Từ nãy giờ bác các chị nghe nhiều rồi đúng không? Và từ nãy giờ chúng ta chúc mừng Thông Minh là Thông Minh đã đoạt được cái giải quán quân trong cái cuộc thi Bước Dậy Hoàng Vũ vừa rồi. Mà quý vị thấy là từ trước đến giờ là chưa có một cái cuộc thi nào mà thí sinh dám lựa cái sản phẩm của mình ra nhảy. Quý vị đồng ý không ạ? Nhảy trên bài Đường Công là sản phẩm của chính mình, khẳng định tên mình mà chiến thắng bởi Đường Công. Mà ngày hôm nay lựa một cái nhà hàng cũng nằm trên một cái đường cong, nó không nằm trên đường thẳng. Em kiếm từ nãy giờ cũng nửa ngày trời mới ra cái nhà hàng này. Anh thử ra bây giờ nếu muốn quý vị quậy, phải có cái gì đó để quậy chứ, nãy giờ nghe nói không, chưa nghe ca. Bây giờ quý vị đồng ý là nghe đường cong mà. Ok, bây giờ quý vị đồng ý nghe đường cong, vỗ tay to lên, đứng lên đi, come on. Và thật sự là Thu Minh quên một điều nữa Thu Minh muốn nói trước khi Thu Minh quậy. Có thể nói là trong khoảng thời gian vừa rồi mình phát giác ra trong con người mình nó có nhiều những cái yếu tố phức tạp, đó chính là bây giờ xoay lại cũng thấy là cải lương cũng đóng, phim cũng đóng, rồi bây giờ lại qua nhảy. Nhưng mà thật sự để mà nói người khơi mào những cái tố chất đó trong con người của mình phải nói lời cảm ơn anh Minh Thuận. Yes, anh Thuận đã khơi lên cho mình những cái điều mình mà mình không làm được, nhưng cuối cùng ngày hôm nay mình nghĩ rằng là mình cũng đã làm được một phần nào đó. Và bây giờ